Sáng nay, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tới dự có lãnh đạo huyện Yên Khánh và đông đảo con em quê hương. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Yên Khánh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và phần thưởng 500 triệu đồng của tỉnh, 300 triệu đồng của huyện cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Cư. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện. Xã Khánh Cư hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiếp tục vận động nhân dân hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, diện mạo của nông thôn thay đổi rõ rệt, nhận thức của người dân được nâng lên. Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của ngày công để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, tổng nguồn lực huy động xây dựng chương trình là trên 156 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là gần 87 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư cải tạo. Năm 2021, các thôn đã chỉnh trang, nâng cấp được trên 5 km đường giao thông. Trên các tuyến đường trục thôn, đường rong ngõ xóm được lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc và trồng cây xanh phù hợp với từng tuyến đường. Các thôn đều có nhà văn hóa đảm bảo đúng tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Để nâng cao đời sống nhân dân, địa phương đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng rau củ quả, trồng hoa, cây cảnh, mô hình VAC tổng hợp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 58,7 triệu đồng một người. Có trên 99% người dân được lấy ý kiến đánh giá hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.